Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh truyện Thanh Mai Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay Mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 Tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Phụ tình của tác giả Trần Thúy Hằng Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện này nhé Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ ngọc sau vài tiếng đồng hồ vật vã trong đau đớn cuối cùng cũng an toàn hạ sinh một bé gái kháu khỉnh đáng yêu tiếng khóc của bé lúc y tá bế ra ngoài khiến cô chạnh lòng bật khóc mộng nhi con gái của cô năm đó nó cũng khóc thét to tiếng như thế cả phòng sinh chỉ có một mình con bé là to miệng gào nhất đấy thôi tâm lý cô như bị sốc đến đỉnh điểm nhưng buộc phải im lặng nên thần thái cũng lặng đi khi hai mẹ con con ngọc được đẩy về phòng riêng rồi mà cô vẫn không ngơi nổi nước mắt như ngọc không hiểu cô đã xảy ra chuyện gì nên cười nhẹ một cái diễu cợt thi lại nghĩ đến chuyện gì mà khóc vậy ngọc sinh con đau muốn chết đây này mà cũng không khóc nhiều như thi cô cố tặng cho nó một nụ cười rồi gạt đi nước mắt thì đâu có nghĩ gì đâu tại thấy ngọc phải đi vượt cạn một mình cho nên thi thương thôi ngọc nhìn xem này đứa trẻ rất trộm vía đấy ngọc thấy rồi cái miệng của nó là lớn nhất phòng sinh luôn đấy bác sĩ cũng phải khen đứa trẻ này mạnh khỏe cho nên mới hét lên như vậy ừ mộng nhi của tớ lúc trước cũng như thế khóc to lắm những đứa trẻ xung quanh đứa nào cũng phải tét mông mới chịu khóc còn con bé thì không cần mà vẫn to miệng được câu nói lỡ lời của cô làm ngọc hiểu ra vấn đề nên bèn đồng cảm thôi nào chuyện cũng đã qua khá lâu rồi thi đừng buồn nữa bé nhi ở trên kia thấy như thế nó cũng không yên lòng đâu bây giờ ngọc cũng đã có đứa con gái này rồi nếu thi không ngại thì có thể nhận nó làm con nuôi không được chứ được quá đi là đằng khác nghe vậy cô lại bế đứa trẻ trên tay âu yếm như chính đứa con ruột của mình cảm giác này lâu lắm rồi cô đã không cảm nhận được nữa bây giờ cô lại thấy xót xa đến nỗi trong lòng cũng vẫn thắt lại những cảm xúc khó tả. Con gái à, từ nay nhớ phải gọi là mẹ Thi đấy. Khi nào lớn lên mẹ Ngọc có ức hiếp con thì con nhất định phải đi tìm mẹ Thi có biết không? Ê, có chỗ dựa là mẹ Thi thì mẹ Ngọc nào dám ức hiếp con gái? Thôi mẹ Thi không được buồn nữa nhé. Mẹ buồn là con gái cũng sẽ buồn theo luôn đó. Ok ok con gái, mẹ Thi không buồn nữa. Cho mẹ Thi nhìn con ngủ nhé. Cứ như thế, hai người bạn với nhau cứ tâm sự liên thiên một hồi. Trời gần sáng, điện thoại cô cũng kêu lên tiếng tin nhắn. Em về nhà đi, anh có chuyện muốn nói với em. Cô lặng lặng đọc tin nhắn rồi lại tắt điện thoại. Cảm xúc của cô lúc này rất dối bời, cũng chẳng biết xử lý chuyện này ra làm sao mới phải. Trên đời này vốn dĩ không ai lại không làm sai Nhưng một người đàn ông có thể phạm bất kỳ sai lầm nào cũng không thể phạm phải tội phản bội vợ mình bỏ thì chắc chắn cô phải bỏ nhưng quan trọng quá trình đó cô phải trải qua thế nào đây đúng lúc này mẹ ruột của như ngọc cũng đến nơi cô thức một đêm cũng cảm thấy mệt mỏi nên chào mọi người ra về trên đường trở về nhà cô cảm thấy mọi chuyện rất mông lung chưa bao giờ cô thấy bạn thân của mình vô dụng như vậy rõ ràng đã nghi ngờ từ rất lâu nhưng tại sao lại không chịu tìm hiểu sớm để rồi vạch trần người đàn ông phản bội đó nếu cô lôi mọi chuyện ra sớm thì có phải đã không có chuyến du lịch đó không cũng có phải bé nhi vẫn còn bên cạnh cô giờ này không đứng trước cửa nhà không khóa ngoài mà cô phải thở dài vài hơi người đàn ông bên trong đó chắc đã soạn ra hàng tá văn bản trong đầu để trình bày với cô rồi nhỉ em về rồi đấy à em đi đâu vậy Sao lại có mặt ở bệnh viện phụ sản? Cô mệt mỏi ném túi sách xuống bàn rồi ngồi phịch xuống ghế sofa. Chuyện đó anh không cần biết. Anh đã nghĩ ra được những chuyện sẽ nói với tôi chưa? Em muốn nói chuyện gì? Hơ, anh qua lại với cô ta bao lâu rồi? Cô ta là ai? Tùng Lâm khẽ thở dài. Anh ta cũng đã nhiều lần suy nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay. Nhưng mà không ngờ đến lúc phải đối mặt rồi, cảm giác lại tồi tệ đến vậy nếu nói thật thì cảm thấy bứt rứt còn nếu nói dối thì lại thấy không cam lòng thực ra có nhiều chuyện anh muốn nói với em lâu lắm rồi nhưng lại không có cơ hội thì à bao nhiêu năm qua chúng ta sống với nhau cũng không phải là ngắn nhưng cũng chẳng được tính là quá dài hơn một năm nay anh nhận thấy bản thân mình không còn yêu em như ban đầu nữa anh cũng không biết tại làm sao mà bản thân anh lại như thế em là một cô gái rất tốt cũng rất biết quan tâm lo lắng chăm sóc cho chồng con. Nhưng mà, nhưng mà cái anh cần là sự nũng nịu nhỏ bé để anh che chở bao bọc. Cái anh cần là một cô gái hiện đại biết sửa soạn theo cái lối mà anh thích và cái anh cần là sự mới mẻ. Tôi nói đúng chứ? Quả thật cô nói không hề sai. Tùng Lâm cũng không phản biện lại điều đó. Hóa ra anh ta hết tình cảm với cô, không phải là do bản thân không biết lý do, mà là đang trốn tránh sự thật thấy anh im lặng không nói gì cô lại cười lạnh tôi nói đúng đến nỗi anh không thể lên tiếng luôn à bây giờ đàn ông ngoại tình không thiếu nhưng mà do vợ của họ bị khiếm khuyết này kia nên khiến chồng chán mới đi tìm phở chỉ là lý do của tôi thật chua chát hơn họ tôi thua cô gái ấy chỉ vì sự chán chê của anh tôi tự thấy tôi không phải là người phụ nữ không có nhan sắc tôi cũng biết sửa soạn cho mình tôi biết cách quan tâm lo lắng cho anh vậy mà tôi vẫn thua người ta hài nhỉ Chuyện tình cảm có nhiều điều rất khó nói Lúc tối em cũng thấy rồi đó Hiện giờ cô ấy đã có thai rồi Cái thai cũng đang không ổn cho nên Dầm Cô đột nhiên tức giận đến nỗi không kiềm chế được Mà đập tay xuống bàn một cái thật mạnh Bàn tay đó bắt đầu nổi dần dần lên đau điếng Nhưng mà cô lại không cảm nhận được gì So với cơn đau nơi trái tim Đang nằm trong lòng ngược trái Anh có im đi không? đã làm ra chuyện xấu hổ như thế mà vẫn còn ngồi đây nói thao thao bất tuyệt với tôi à mẹ anh không thấy cảnh này nhỉ nếu thấy cảnh này không biết bà ấy có còn nghĩ con trai mình tốt lành nữa hay không bất chợt cánh cửa phòng đằng kia lại mở ra người bước ra từ đó lại là bà duyên mẹ chồng cô đúng là không nhắc thì thôi đã nhắc rồi thì là gặp ngay mày đang nói tao đấy à sao tao cũng đang có mặt ở đây tao cũng biết hết chuyện gì đang xảy ra đấy thì sao thì ra dạ anh ta đã có sự sắp xếp sẵn sàng cho nên mới gọi cô về để nói chuyện. Nếu người ta đã bất nhân với mình rồi, một chút nghĩa tình còn lại cũng không nghĩ đến. Thì thôi, nước sôi đến đâu thì cô đi đến đấy. Có mẹ ở đây thì tốt quá. Nếu mẹ đã nghe hết tất cả sự tình rồi thì mẹ đứng ra nói lời chí phải giúp con đi. Bà Duyên mang vẻ mặt hầm hầm đi tới ngồi kế con trai. Tình cảnh này trong lòng cô thực ra đã có kết quả rằng bà ấy sẽ đứng về phe nào. Nếu lúc này bà chịu nói giúp cô vài câu lấy lại công bằng thì cô mang ơn cả đời. Còn nếu chẳng màng sai trái để bên con ruột của mình thì món nợ này cô nhất định mang theo hết kiếp. Nói giúp là nói giúp thế nào? Bản thân mày là một đứa không ra gì. Ngay từ đầu nó dẫn về nhà ra mắt là tao đã không ưng rồi. Là do nó mù quáng bị mày mê hoặc nên mới một hai đòi cưới Ta cũng chỉ có một mình nó là con trai nên không theo không được. Bây giờ thì nó đã tỉnh ngộ rồi. Nó đã biết tìm người phù hợp với nó rồi. Thì tại sao ta phải cản? Nếu thật sự là như thế thì tại sao lại không đề nghị ly hôn? Anh ấy có miệng. Anh ấy học cao hiểu rộng, đồng óc có tư duy. Tại sao lại đi làm chuyện lén lút sau lưng con để làm gì? Làm mấy cái trò này chẳng khác gì mèo mỡ gà đồng không có não vậy. Mày nói chuyện đàng hoàng lại nha con kia. Tao là người lớn còn ngồi ở đây mà mày đối xử với con trai tao như thế Thì thử hỏi lúc tao không có ở đây Mày đã sống với nó như thế nào Chẳng trách nó đi tìm người khác ở bên ngoài Cũng không dám nói mày Để chia tay Chẳng phải sợ mày sẽ chủ ẻo nó sao Mẹ đừng có nói mấy cái lý do vớ vẩn đó Từ trước đến nay Con sống với anh ấy thế nào Thì có trời đất làm chứng Con không có làm gì hổ thẹn với lương tâm Nên chẳng sợ ai cả Con cứ tưởng mẹ ở đây nghe hết mọi chuyện Thì mẹ sẽ nói ra được một câu công bằng còn tình hình này thì con thấy một câu tốt đẹp mẹ cũng không nói ra được. Vậy cho nên con quyết định rồi. Vốn dĩ con sẽ nói ra chuyện ly hôn để hai người ra đi trong im lặng hòa bình. Nhưng mà kể từ giây phút này con tuyên bố luôn. Con nhất định không ký vào đơn ly hôn. Thay vào đó là một đơn kiện. Con tuy rằng đồng óc không thông minh giỏi giang bằng anh ấy. Nhưng mà mấy cái chuyện này con hiểu được. Luật hôn nhân gia đình con vẫn nắm rõ đấy mẹ à. Mày, mày dám Bà Duyên chừng mắt lên chỉ tay thẳng vào mặt cô thách thức. Còn Tùng Lâm đã bảo đi. Vẻ mặt có lỗi lúc nãy thay vào đó là cơn thịnh nộ hẳn rõ trên đôi mắt. Cô đang nói gì vậy hả? Cô muốn kiện tôi. Phải. Tôi cảm thấy tôi không làm điều gì sai trái cả. Nên việc gì phải chịu ấm ức mà ra đi. Hôm nay tôi mệt rồi. Mong anh mời mẹ về cho. Để tôi còn nghỉ ngơi. Cái gì? Cô dám đuổi mẹ tôi? Câu nào của tôi nói ra là đang đuổi mẹ anh. Tôi kêu anh mời mẹ về cho Tôi nói tiếng người anh không hiểu à Bà Duyên lúc này mới sấn sổ lên Cái con bất dạy này Mày đúng là có trai xanh mẹ đẻ Mà không có ai dạy dỗ Tại sao con trai tao lại phải cưới một đứa hỗn hảo mất dạy như mày hả Vậy thì con trai mẹ học cao hiểu rộng cho lắm vào Rồi thì động nào cũng chưa vào được đấy Cơm trắng gạo trong thì không chịu hưởng Lại thích đi đá động vào những thứ phở thiêu Hầm chui công cộng thì còn cũng chịu Nói rồi cô bất mãn đi thẳng vào trong Nhưng lúc đi ngang qua anh ta Tùng Lâm kéo khỉu tay cô lại Sau đó giơ bàn tay tịnh sáng xuống mặt cô một bài học Nhưng cô lại nhanh hơn Lách người sang một bên tránh đi cú tát đó rồi lớn tiếng Đừng quên trong nhà có camera Hình ảnh lúc nào cũng được nối vào điện thoại tôi Nếu hôm nay tôi mà xảy ra mệnh hệ gì Dù chỉ là một bạt tay thì cũng đủ là bằng chứng Để anh quy ra tội hành hung đó chưa biết tội ngoại tình phải lãnh án bao nhiêu, mà lại thêm một loại nữa, thì chắc tương lai của anh vẫn còn sán lạn nhỉ. Tùng Lâm quả nhiên nổi điên đến nghiến răng, nhưng lại bất lực không thể làm gì. Thì thì liếc ngang hai mẹ con họ một cái nữa, rồi thẳng bước về phòng đóng mạnh cửa. Mẹ về cẩn thận nhé. Bà Duyên nhìn cô con dâu đang ngoe ngoẩy bảo đi, còn cố tình đóng cửa rằn mặt mà tức đến tụt đường huyết nhưng đó là do hai mẹ con bà lấy lòng tiểu nhân để đối đãi với người tốt nên mới thế rõ ràng bao nhiêu năm qua cô sống chọn đạo làm vợ làm dâu một câu cũng chưa từng nói lớn một việc cũng chưa từng làm sai bất kỳ là chuyện gì nếu là cô quyết định cô đều sẽ nghĩ cho mọi người nhưng hôm nay cớ sự ra thế này mà bà cũng không nói đỡ được cho mình một câu đạo lý thì có phải là công sức của cô bao nhiêu năm qua đều bị bà đang trả đạp xuống đất hay không Tùng Lâm cũng đang lửa giận bừng bừng trong người. Nhưng mà nhận thấy lúc này không phải lúc để gây hấn, nên chỉ biết ôm lấy mẹ rồi an ủi. Mẹ đừng giận nữa, chắc bây giờ cô ấy đang mất bình tĩnh cho nên mới hành xử như thế. Mẹ đừng nghĩ đến mà giận dỗi rồi lại ảnh hưởng đến sức khỏe nữa đấy. Bà Duyên ngồi phịch xuống ghế rồi thở hồng hộc như vừa chạy một đoạn marathon trở về. Làm sao mà không tức cho được chứ? Nó nghĩ nó là ai? mà dám ăn nói hành xử với mẹ như thế. Có mẹ ở đây mà nó còn dám lớn tiếng nói sẽ kiện con. Thì thử hỏi nếu mẹ không có mặt thì nó còn vênh báo đến thế nào nữa. Thôi mà mẹ bớt nóng. Trong lúc nóng giận ai cũng sẽ không giữ được lời nói ngông cuồng của mình. Con nghĩ sau khi cô ấy bình tĩnh lại thì sẽ chịu thuận tình ký đơn ly hôn thôi. Mẹ cũng biết tính khí cô ấy mà. Từ trước đến nay có bao giờ làm chuyện sòng bậy đâu. Nó mà dám. Nó mà dám là mẹ cạo đầu nó lâu rồi đồ cái con đàn bà hư thật mất nết, có mỗi cái chuyện làm vợ cũng không xong, làm mẹ cũng chẳng được. Mới có mấy năm xây dựng gia đình nhỏ mà để chồng đi ngoại tình, còn để con mất mạng, vậy mà con dám lớn tiếng, như mình chẳng có lỗi gì vậy. Con đấy, mẹ thấy lần này con đi tìm người khác là không sai, tại vì sống với một con đàn bà như thế làm sao mà sống nổi. Tùng Lâm đúng là đang rất giận cô vì dám ăn nói hỗn hào với mẹ mình, nhưng mà khi nghe bà ta chửi mắng cô trong lòng anh ta vẫn cảm thấy chút xót xa nên ngăn cản. Thôi mẹ đừng mắng nữa, chuyện gì thì cũng đã lỡ hết rồi. Bây giờ con đưa mẹ về ăn sáng nghỉ ngơi nha. Mới sáng sớm mà con đón mẹ qua đây, con để mẹ phải nóng giận như vậy đúng là không phải tí nào. Con khỏi cần nói mẹ cũng về ngay luôn đây, ở đây thêm một giây phút nào. Thở cùng cái con đó bầu không khí này, mẹ đoạn mệnh chết mất. Nói rồi bà ta đứng lên hậm hực bỏ ra ngoài, Tùng Lâm lấy chìa khóa trên bàn Lúc đi được vài bước lại ngoái đầu nhìn về căn phòng cô đang ở Thở dài một hơi rồi đưa bà Duyên về nhà Cô trong phòng không phải không nghe những lời đai nghiến vừa rồi Thế nhưng lòng có uất ức hay giận dữ thế nào Cô cũng không thể rơi bất kỳ giọt nước mắt nào Giữ chặt tấm hình bé Nhi trong lòng Cô khẽ khàng tâm sự nhỏ nhẹ với nó Cho vơi đi sự bức bí tâm can Con gái của mẹ mẹ nhớ con lắm mẹ làm như thế với bà nội và ba của con con cũng đừng giận mẹ nhé mẹ phải đòi lại công bằng cho con gái của mẹ mậu nhi mẹ thật sự rất nhớ con trong bệnh viện phụ sản mẹ như ngọc đang giúp con gái thay tã cho em bé chốc chốc bà lại nhớ đến thi thi lúc nãy giờ hỏi như ngọc ngọc này cô gái lúc sáng ở đây với con là bạn con à dạ thi thi là bạn thân của con mấy năm rồi thi tốt lắm khuya hôm qua con đau bụng mà không có ai bên cạnh, thế là thi vội bắt xe đến đây chăm sóc con cả đêm. Tội nghiệp cô ấy, ban ngày làm đã mệt rồi, ban đêm còn thức với con chăm em bé, chắc là bây giờ đang đuối lắm. Mẹ thấy con bé hiền quá, nói chuyện và hành động cử chỉ cũng rất nhẹ nhàng, nhưng mà có vẻ số của cô ấy khổ sở thì phải. Sao mẹ nhìn người hay quá vậy? Con gái của nó vừa mới mất hơn 3 tháng nay, lúc trước nó là một cô gái rất hạnh phúc được chồng yêu chiều, được cô con gái ngoan ngoãn lại xinh đẹp, nhưng mà bây giờ thì đứa con gái ấy không còn nữa rồi. Không những con gái không còn mà ngay cả người chồng yêu chiều nó trước kia cũng chẳng còn nữa, con ạ. À. Như Ngọc khó hiểu với câu nói của mẹ nên ngạc nhiên hỏi lại. Ý mẹ nói là sao? Chồng của nó thì sao chứ? Tùng Lâm là một người đàn ông rất tốt lại rất giỏi giang. Theo như con biết ba năm qua anh ta chưa bao giờ làm khổ Thi Thi cả nói đến đây bà dung lại buồn buồn rồi nói tiếp tại con không chứng kiến được cảnh người đàn ông mẫu mực của gia đình lại đê hèn đi phản bội vợ thôi nếu còn tận mắt chứng kiến rồi con sẽ không tin vào nhân sinh nữa đâu sao mẹ lại nói vậy mẹ biết chuyện gia đình của thi thi sao mẹ đã thấy những gì rồi có thể nói cho con nghe được không sao con không nghe thi nó nói với con gì hết làm sao mà nó có thể nói cho con nghe được trong khi cả thế giới đều nhìn vào bề nổi ai cũng thấy nó đang sống hạnh phúc bên gia đình nhỏ bên người chồng giỏi sang mẫu mực bây giờ lại bắt nó phủ nhận với cả thế giới rằng nó không được những điều đó làm sao có thể chứ nói vậy là tùng lâm anh ta mẹ chỉ vô tình biết được khi làm phục vụ ở khách sạn mà hai vợ chồng bạn của con đến để du lịch đêm hôm đó mẹ đã thấy chồng của thi thi cặp kè cùng một cô gái khác ở sảnh sau của khách sạn sáng hôm sau lúc mẹ lên dọn vệ sinh thì lại thấy anh ta ở cùng với vợ mình. còn nghĩ xem, một người đàn ông có thể sống với nhiều gương mặt như thế thì vợ anh ta có hạnh phúc không? Nghe những lời bà Dung nói mà như Ngọc muốn lủng bủng lỗ tai. Tùng Lâm không phải là nó chưa từng gặp qua, chỉ là mỗi lần gặp mặt nó đều rất ngưỡng mộ tình yêu mà anh ta dành cho Thi Thi. Từng miếng ăn giấc ngủ, từng thức uống của Thi Thi, anh ta đều nắm rõ hết. Mỗi lần đi chơi anh ta cũng rất ga lăng với vợ, càng tỏ ra rất hiểu vợ. Chính vì thế mà không những như Ngọc mà cả đám bạn đều rất ngưỡng mộ tình yêu của hai người. Hóa ra bà Dung, cô lao công ngày hôm đó ở khách sạn, chính là mẹ ruột của Như Ngọc. Bà là dân miền biển, biển, mặc dù con gái lấy được chồng giàu có, cuộc sống cũng sung túc hơn. Nhưng bà là dân tay chân lam lũ, nên không muốn ở không hưởng phước. Cũng vì vậy mà bà đã vô tình thấy được cảnh mà Thi Thi phải chịu như ngọc vốn là bạn rất thân với thì thì nhưng mà bạn mình đã xảy ra chuyện như thế cả mấy tháng trời mà nó vẫn không nhận ra thì đúng là quá tức giận rồi nó vội vàng lấy điện thoại trên tủ đầu giường gọi cho cô ngay lập tức thế mà điện thoại của cô đã chuyển về chế độ máy bay nên không thể gọi được nó muốn biết tình hình lúc này của cô thế nào tâm lý của cô ra sao nhưng rồi cũng đành bất lực bỏ điện thoại xuống kế bên Diễm Kiều chỉ bị độc thai nhưng không đến nỗi nguy hiểm đến mẹ hoặc con. Chẳng qua chỉ vì sự lo lắng của Tùng Lâm khiến cho cô ta làm quá lên mọi chuyện. Sau 3 ngày nằm lại viện theo dõi tình hình mẹ và con, cô ta cũng được cho xuất viện về nhà tịnh dưỡng. Vừa về đến nhà cùng với một mớ sữa và thuốc an thai, cô ta ngồi xuống sofa, tay đấm lưng, tay lại chỉ qua bình nước. Anh rót cho em đi nước đi, Em khát quá trời rồi. Thời tiết gì đâu mà oi bức quá không biết. Bộ muốn nấu chín người ta luôn hay sao đó?" Tùng Lâm vừa đi tới rót nước vừa nói với cô ta. "Chắc do em có thai nên tâm tình không tốt, chứ thời tiết cũng đâu nắng nóng lắm đâu. Thì đúng là có hơi oi bức một chút, nhưng mà anh bật điều hòa cho em rồi mà. Em thấy khó chịu thì em nói thôi, chứ có kể với anh gì đâu mà anh nói nhiều quá vậy. Anh không thương em nữa à?" lại nói bậy nữa rồi Anh sao lại không thương em Không thương thì giờ này anh còn ở đây với em nữa à Chứ không phải anh cãi nhau với chị ta Cho nên mới đến đây ở với em sao Anh đó làm sao qua mắt được em Tùng Lâm mang cho cô ta ly nước Sẵn tiện mang theo một hũ sữa chua Rồi ngồi kế bên cô ta Thôi đừng tức giận nữa mà Ảnh hưởng đến sức khỏe Em uống nước đi rồi ăn sữa chua cho mát cô ta vừa ăn vừa nghĩ đến vài chuyện xa xăm nên lại nói Anh khi nào ly dị với chị ta vậy? Sao đã nói không còn tình cảm với nhau nữa? Cũng đã thẳng thắn nói với chị ta chuyện của mình rồi mà cứ chần chừ mãi không chịu dứt khoát vậy. Mỗi ngày cô ta đều sẽ nói tới chuyện này, làm Tùng Lâm thấy có chút áp lực. Anh ta không phải là một người đàn ông vũ phàng quá đáng, nhưng lại là một gã đàn ông chỉ muốn có thêm chứ không muốn bớt đi cứ nghĩ đến chuyện ly dị với Thi Thi Anh ta lại không muốn Càng không nỡ Nhưng để cho Diễm Kiều không có danh phận gì Ở bên cạnh mình Anh ta cũng không cam tâm Chuyện này anh cũng đã có tính toán hết rồi Nên em không cần lo Em cứ việc ăn ngủ cho khỏe là được rồi Mọi chuyện anh sẽ sắp xếp được Đợi anh sắp xếp Chắc con chúng ta lấy vợ luôn Cũng chưa xong quá Thì chuyện gì cũng phải từ từ Dục tốc thì bất đạt em đừng có hối anh. Ok, em không hối anh, em để cho anh tự giải quyết đấy được chưa? Em mệt rồi, em muốn đi ngủ. Nói rồi cô ta liền giận lẫy đứng lên đi về phòng. Tùng Lâm nhìn theo bóng lưng cô ta mà thấy áp lực trùng trùng, tâm tư cũng dối bời. Thì thì hôm nay xin nghỉ làm một hôm để đi tìm luật sư cho vụ kiện của mình. Mới đầu cô cũng chỉ định hù dọa Tùng Lâm cho bỏ ghét, nhưng mà suy đi nghĩ lại, anh ta đã gây ra những chuyện khiến cô không thể tha thứ được Nên cô càng phải tìm lại công bằng cho mình và Mộng Nhi Ngồi trên taxi cô thơ thẩn nhìn ra ngoài đang nắng vàng lộng gió Cảnh thì bao giờ cũng như thế Đẹp đẽ, bình yên và trong xanh Chỉ có lòng con người thế nào thì mới cảm nhận phong cảnh thay đổi theo thế ấy mà thôi Tài xế taxi có vẻ rất dễ gần Chú đã có tuổi Thấy cô cứ ngồi ngẩn ngơ nên định hỏi gì đó nhưng điện thoại trong túi cô lại reo lên là một số điện thoại lạ đang gọi tới cô khẽ gạt tâm tư mình qua một bên rồi điều chỉnh giọng bắt máy alo cho hỏi có phải số điện thoại của thi thi không bên kia là giọng của một cô gái chất giọng này thật sự rất quen thuộc cô ngờ ngợ nhận ra ai rồi nhưng vẫn hỏi lại cô là ai phải tôi thì đã sao chúng ta đã gặp qua nhau rồi chị có thể cho tôi cuộc hẹn được không tôi là diễm kiều tôi biết cô rồi nhưng mà không nghĩ cô mặt dày đến nỗi dám gọi điện hẹn tôi ra gặp sao có chuyện gì mà nói nữa muốn biết chuyện gì thì ta gặp nhau rồi nói chuyện bây giờ nói qua điện thoại có giải quyết được gì đâu hay là chị sợ không dám gặp tôi ngày xưa chắc mẹ cô đẻ ngược ấy nhỉ nói đến sợ thì một đứa trả xanh như cô phải sợ mới đúng cô nên nhớ tôi là giấy kết hôn còn cô chỉ là bao cao su thôi đấy Dám ăn à nói như thế với tôi Được thôi Vậy thì nhắn cho tôi địa chỉ đi Cô đã không ngại thì tại sao tôi phải bận lòng Vậy thì chị mau đến nhé Tôi đang có thai Không thể chờ chị được lâu đâu Nói rồi cô ta liền tắt máy Trước khi ngắt cuộc gọi Còn không quên nhắc lại chuyện cái thai trong bụng Để đánh vào tâm lý mất con cô Quả thật trên đời này Chẳng có kẻ thứ ba nào là nhân tử cả Chỉ vì một người đàn ông mà có thể làm tổn thương tuyệt đối người cùng là phụ nữ với mình. Diễm Kiều đang ngồi trong quán cà phê cùng với bà Duyên, thì ra bà Duyên đã gặp cô ta từ lâu và cũng đã duyệt một người con gái vừa đẹp vừa biết làm ra tiền như cô ta. Hôm nay được cô ta đánh tiếng, giờ ra mặt nói giúp vài câu kèm với một vài món trang sức là bà ta liền nhanh nhỏ đi ngay. Ai nói trên đời này tiền không giải quyết được tất cả những vấn đề vi phạm đạo đức những chuyện khốn nạn nhất trên đời cũng có thể đem tiền ra để mua đấy thôi lát nữa nói tới con đừng nói gì hết để tránh tức giận giờ ảnh hưởng đến đứa bé thì không nên mọi chuyện quan trọng cứ để bác lo cho con dạ con cũng không dám nói gì chị ấy đâu bác con là người đến sau mà làm sao có tư cách để lên tiếng cái gì mà đến sau hay đến trước kẻ không được yêu thì chính là kẻ thứ ba Thời buổi nào rồi mà con còn cái quan niệm đó nữa hả? Con có phải là giới trẻ không vậy? Diễm Kiều tỏ ra rất áy náy và có tội, trong khi lòng cô ta thì đang cười thầm. Thật ra cô ta chưa bao giờ nghĩ mình là kẻ có lỗi cả. Tâm lý của cô ta lúc nào cũng là một kẻ tất thắng, cho nên chẳng sợ gì ai lời xa tiếng vào. Được một lúc thì cô cũng tới. Chân vừa đến cửa quán cà phê, thì đã thấy bóng dáng mẹ chồng và con tiểu tam đang ngồi nói chuyện vui vẻ trong đó. Trong lòng có chút bực bội, nhưng cô chỉ nhếch môi một cái rồi nghĩ thầm. Có vẻ mẹ chồng tương lai và bé ba thân thiết nhau sớm đó nhỉ? Có lẽ vì quá bận tâm đến mối quan hệ của hai người đàn bà đang ngồi trong đó, nên khi vừa bước vào cô đã va phải một người đàn ông. Anh ta đang cầm ly cà phê từ trong quầy đi ra, bị cô đụng chúng nên ly cà phê đen đang cầm trên tay bị hất tung xuống sàn đổ hết. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Để tôi để lại cho anh ly cà phê khác nhé. Người đàn ông có vẻ tức giận, đôi mày rậm nhíu lại thật khẽ, khuôn miệng vô cùng duyên cũng mím chặt. Không cần. Không sao đâu, chỉ là một ly cà phê thôi mà. Anh ở đây đợi tôi một chút, tôi vào trong mua lại trả cho anh ngay đây thôi. Không cần đồ của tôi nhưng đã bị rơi đi rồi. Tôi cũng không muốn nhận lại cái y như vậy. Ờ nhưng mà... Người đàn ông đi thẳng ra ngoài mà không nói thêm với cô lời nào. Người gì đâu mà lạnh lùng, sáng rất cao to, mặt mày ưu tú nhưng tính khí lại không chút thiện lành tí nào. Cô vẫn còn bối rối nhìn theo bóng lưng của người đàn ông thì đằng kia đã nghe tiếng mẹ chồng xéo sát. Thì ra cô có phải là loại đàn bà biết xấu hổ đâu cứ tưởng là người hiền lành thục đức dữ lắm. Nào ngờ cũng chỉ là một con đàn bà có chồng rồi mà còn đi đú đợn với trai. Mày có biết xấu hổ không hả con kia? Trong không gian của quán cà phê êm ái thế này, chỉ có tiếng nhạc du dương phát ra từ âm thanh của quán. Giọng bà Duyên cứ thao thao bất tuyệt, làm mọi người xung quanh mình tập trung hết ánh nhìn về phía cô. Tất cả họ đều nghĩ lời của một bà già là không sai nên bắt đầu chỉ trỏ thậm chí chỉ trích cô cô còn chưa kịp phản ứng thì bà ta lại tiếp tục thảo nào con trai của tôi suốt ngày cứ buồn bã không yên tôi hỏi thế nào nó cũng không dám nói rằng vợ của nó lăng loàn như thế nào chính vì nó yêu cô nên nó mới làm thế để bảo vệ cô không ngờ hôm nay tôi lại tận mắt chứng kiến được cảnh này trời ơi ngó xuống mà coi tại sao con trai tôi lại lấy phải người đàn bà lòng dạ đen tối như thế chứ? Mấy lời quá đáng của bà ta khiến cho tâm tình cô ngày càng trở nên không tốt. Vốn dĩ cô đang rất bối rối vì mọi người cứ nói ra nói vào. Nhưng mà thấy thái độ của bà Duyên cứ muốn dồn ép mình nên cây gai trong người cũng phải nổi lên. Cô nhạy chân đi tới sau đó đối diện với bà. Có điều nói chuyện với bà nhưng đôi mắt của cô lại đặt nơi cô gái đang ngồi ở đằng kia mẹ đến đây là để gặp con hay là để đưa con dâu tương lai khác đến nói chuyện với con ở đây là chỗ công cộng sao mẹ có thể lớn tiếng nói những chuyện gia đình ra như thế nếu tao có hơi sức tao còn muốn la lên cho cả thế giới biết bộ mặt thật của mày sao mày có thể trơ trẽn như thế hả thi mày là đứa đã có chồng có con tại sao giữa thanh thiên bạch nhật còn va chạm với một thằng đàn ông chính mẹ cũng nói bây giờ là thanh thiên bạch nhật rồi còn gì những chuyện gì quang minh chính đại Thì con đây không sợ đâu Mẹ đừng có thấy được nước lớn tới Con không muốn nói chuyện gia đình om sòm Để người khác bàn ra tán vào Vậy nên tốt nhất chúng ta nên ngồi lại Tự bàn bạc vấn đề với nhau thì hơn Mày đang xấu hổ đấy à Có phải mày đang muốn bỏ trốn rồi phải không Con nói chuyện như thế Là đã rất nhân nhượng với mẹ rồi Hiện tại bây giờ Con vẫn còn gọi mẹ một tiếng mẹ Tức là con vẫn còn rất tôn trọng Người phụ nữ là mẹ mẹ đừng để con phải nói những lời khó nghe để rồi phải mang tội bất hiếu tao không cần mày có hiếu với tao mày chỉ cần mày trả lại tự do cho con trai tao rồi muốn làm gì thì làm tao thấy mày cũng đã muốn tự do để bay nhảy với mấy thằng đàn ông đó lắm rồi mày đừng có kéo dài thời gian để làm khó con trai tao nữa hay là muốn kiếm thêm chút chát lời bà ta nói càng ngày càng khó nghe mọi người xung quanh còn lần lượt lên tiếng chỉ trích cô cái cô gái này dù cho trong nhà đã xảy ra chuyện gì thì cô cũng phải từ từ ăn nói chứ tôi thấy bác cũng đã có tuổi rồi cô cũng gọi bác một tiếng là mẹ thì tại sao lại nói chuyện có vẻ hỗn hào thế nhỉ phải đó tôi thấy cô đang nói chuyện không đúng đấy cô gái bác ở đây đã lớn tuổi rồi cô phải tôn trọng chứ đúng đấy sao tôi cứ cảm nhận cô hỗn hào thế nào ấy dù có chuyện gì cũng phải ngồi lại nói chuyện giải quyết chứ không phải cứ gân cổ lên cãi tay đôi với một người lớn tuổi như thế được sự ủng hộ của mọi người xung quanh nên bà Duyên càng thêm lớn tiếng. Nếu cô đã không muốn ly hôn với Tùng Lâm một cách hòa bình thì bà cũng không ngại biến chuyện này thành chuyện không phải cô muốn là được. Mẹ có thể nói tiếp vì con chẳng làm chuyện gì có lỗi với mẹ hay bất kỳ ai. Nếu mẹ muốn ép con vào đường bất nhân bất hiếu thì con cũng không ngại đón nhận đâu. Dù gì thì con cũng còn gì nữa đâu để mất. Nói rồi cô lùi lại một bước sau đó rõ ràng. Mọi người chưa nghe câu Không phải trẻ con nào cũng đáng thương Người già nào cũng đáng kính à Mọi người có nhìn qua xem Hôm nay mẹ chồng tôi đến đây gặp tôi cùng ai hay không Đấy Cô gái kia là tình nhân nhỏ của chồng tôi đấy Trong bụng cô ta Còn có cả cái thai đang tượng hình của chồng tôi Và cô ta nữa cơ Mẹ chồng tôi không ngần ngại đi cùng cô ta Để đối chất với tôi Chỉ vì một cú va chạm vô ý vừa rồi của tôi Khiến ấy la toáng lên rằng Tôi lăng loàn chắc nết Vậy thì thử hỏi Việc mà con trai của bái làm với tôi thì gọi là gì Là ông tổ của sở khanh Hay cụ tổ của phản bội Thì thì mày Bà Duyên trừng mắt lên muốn nuốt chửng cô Diễm Kiều bị cô trực tiếp Xéo tên điểm mặt Cũng vội vàng cúi gầm xuống Còn lấy túi sách che bớt mặt mình lại Nhưng dư luận là thứ Dễ bị xoay chuyển khi có tình tiết mới Thay đổi Bây giờ đổi lại mọi chỉ trích đều đổ dồn về phía bà Duyên và con ả Diễm Kiều thậm chí là đứa con trai yêu dấu Tùng Lâm của bà ta. Một người trong đám đông lúc này lại nói Cô gái, cô có cần người hỗ trợ dập cho con tiểu tam kia một trận không? Tôi sẵn sàng góp sức mà không cần thủ lao đâu. Cuộc đời này tôi ghét nhất là mấy đứa chơi chẽn thản nhiên đi phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác. Cô nói đi, chỉ cần cô lên tiếng thì con ả đó mềm mình hôm nay với tôi. Đúng, cô lên tín hiệu đi cô gái. Chúng tôi ra mặt giúp cho cô Đối với mấy loại trà xanh ôi thiêu này Cô không cần nhân nhượng đâu Làm tới đi chính thất tự ủng hộ cô Phải đó phải đó tôi cũng muốn giúp Còn tôi nữa Rất nhiều tiếng hò gieo cổ suý Cho việc đánh ghen Bản thân cô cũng muốn lao đến Và cho ả à ta vài phát cho lộ bản chất thật ra Nhưng một chút tình người Đối với đứa bé kia vẫn còn Nên cô dặn lòng không được làm ẩu Cha mẹ của nó có súc sinh đến đâu Cũng không liên quan gì đến nó mà Cô ngậm ngùi nén cơn tam bảnh lại vào trong Nhìn bà Duyên và ả à ta thêm một lần rồi nghiến răng Hôm nay là do các người ép tôi Nên mới ong sỏm lên như thế Bây giờ tôi chỉ muốn yên bình Đừng làm phiền đến tôi nữa Có chuyện gì cứ để gặp nhau trước tòa Rồi giải quyết Nói rồi cô không cần nghe thêm ai muốn nói gì hay làm gì mà quay đầu bỏ đi Thế giới này độc ác thật Sắp xếp cho cô có được nhiều người thân như thế mà lại không cho cô được một người đủ thiện tâm. Cô bây giờ khác gì một kẻ vô gia cư, ngoài bản thân mình đang dần héo mòn ra, cô thật chẳng còn gì nữa rồi. Không biết nên đi đâu, khi trong đầu toàn những tiêu cực không thể dãi bày. Cô đi lang thang một hồi như kẻ mất hồn, rồi ngồi xuống ghế đá trong công viên. Chỗ này thật đẹp, không có xe qua lại, đằng sau là cây cỏ hoa lá, trước mặt là con sông dài thẳng tắp. Nhìn những khóm lục bình đang nổi trôi bập bềnh, cô lại bật cười vô vị. Đến cả tụi bay mà tao đây còn thua bởi sự tự do trôi giạt nữa, huống gì là chuyện khác. Phải chi tụi bay chở hết được sự thống khổ của tao trôi ra biển khơi thì hay biết mấy nhỉ? Cô tự nói rồi lại tự cười như một con sở hơi. Tâm trạng lúc này thối nát đến nỗi chẳng còn thiết tha điều gì. Những người mình quan tâm yêu thương nhất lại lần lượt rủ nhau phản bội lại mình Đứa con duy nhất là máu mủ ruột thịt Thì lại đoản mệnh cách biệt âm dương Càng nghĩ ấm ức trong lòng cô càng dâng Nước mắt ấm nóng cứ lưng chồng nghẹt ngào Mộng nhi Hay là mẹ đi tìm con nhé Mẹ thấy mệt quá Mẹ đến ôm con nhé Ở đằng xa Cơ trình đang dẫn theo một đứa bé gái tầm 7 tuổi Đi dạo quanh khóm hoa bảy sắc Con bé lâu lâu mới được đưa đi hóng mát Nên thích thú tìm hiểu xung quanh lắm thấy thứ gì cũng muốn chạm vào tìm cảm giác mới ba ơi ba xem hoa này gọi là gì nhỉ cơ trình thả lỏng cơ mặt nhìn theo ngón tay con gái đang chỉ chốc chốc anh lại nhả lời vàng ngọc là lưu ly lưu ly ạ con sẽ ghi nhớ cái tên này tên đẹp mà màu cũng đẹp nữa ba lưu ly là một loài hoa trung tình nếu con thích nó ba sẽ trồng quanh nhà cho con thì ra nó có ý nghĩa như thế mà ba này sao từ lúc mua cà phê ra đến giờ con cứ thấy ba nhăn nhó vậy trong đó có ai ăn hiếp ba hả không có con có muốn qua kia chơi không ba đưa con đi hôm nay công ty khá bận ba không có nhiều thời gian chơi với con đâu nghe vậy nhã khiết liền sụ mặt ba luôn bận như thế vậy mà con muốn có mẹ cùng chơi với con thì ba không chịu con thấy cô giáo của con rất thích ba đấy cô hay hỏi con nhiều chuyện về ba lắm Ba thấy cô giáo con thế nào hả ba? Nhã Khiết, đây là chuyện của người lớn, con không được xen vào, có hiểu chưa? Bị anh nhắc nhở nên con bé lại buồn thêm một chút. Căn nhà rộng lớn của hai ba con đang ở giống hệt như một tòa lâu đài cổ kính. Vậy mà bên trong đó chỉ có hai ba con quanh quẩn đi lại. Còn bao nhiêu thì toàn là vú nuôi và người giúp việc suốt ngày chia nhau ra làm việc. Nhã Khiết thật sự thấy cô đơn hưu quạnh trong chính căn nhà của con bé. Từ sáng đến giờ đi chơi cũng được vài chỗ, con bé tuy vẫn không vui lắm nhưng vẫn hiểu chuyện, biết nghĩ cho ba nên dù không muốn cũng đồng ý đi về. Chỉ là lúc nhìn thoáng qua phía bờ sông, Nhã Khiết lại thấy có người đang đứng trên thành lan can nên vội kéo tay Cơ Trình. "Ba ơi, ba nhìn xem gì bên kia, đang chơi trò gì kìa ba?" Cơ Trình lại hướng theo cánh tay con bé nhìn theo nhận ra có người đang muốn làm chuyện dại dột nên vội vàng chạy qua đó. Thì thì đã đứng trọn trên lan can, cô nhìn ra xa xăm như đã thấy Mộng Nhi phía trước mặt rồi mỉm cười. Mộng Nhi, mẹ đến với con đây. Đôi mắt cô nhắm tịt, hai tay giang rộng, thân tâm thả lỏng rồi ngả người về phía trước. Đúng lúc đó vòng eo cô lại bị ai đó siết chặt kéo ghi ngược lại. Vài giây sau, cả người cô đổ ngược lại phía sau rồi nằm gọn trong lòng một người đàn ông lạ mặt. Cô có điên không? Muốn chết thì về mà đóng cửa tự sát. Ở đây đông người qua lại, cô là đang muốn có người đến ứng cứu đúng không? Bỗng dừng bị ai đó lớn tiếng mà cô suýt tỉnh cả người. Vừa định tối đáp lại vài câu thì lại nhận ra người đàn ông này chính là kẻ chỉ vài chục phút trước cô đã va chạm trong quán cà phê đây mà. Sao lại là anh? Cơ trình hiếp đôi mắt phượng dài Anh nhớ lại khuôn mặt bầu bĩnh này của cô Nên cũng khẽ lên tiếng Sao lại là cô? Thì thì giật mình đứng phát dậy Khi phát hiện anh đang ôm mình trong lòng Dù bản thân đang rất tiêu cực Nhưng cô lại vô cùng để ý những chuyện đụng chạm này Tôi... Ai cần anh cứu Mà nói khó nghe quá vậy Tôi muốn chết hay sống thì cứ mặc kệ tôi đi Chết hay sống là việc của cô Còn thấy chết phải cứu là chuyện của tôi Hết chuyện rồi, cô tự lo liệu đi. Anh quay lưng bỏ đi. Đối với những người không biết trân trọng mạng sống của mình, anh cực kỳ ghét nên không muốn đối to với cô. Đáng lý ra anh cũng không muốn giúp, chỉ vì cô con gái nhỏ này mà anh phải ra tay để con bé không phải có tư tưởng lòng người nguội lạnh. Những chuyện vừa rồi xảy ra, chuyện cô nằm trong lòng anh, chuyện anh ôm cô siết chặt đã không may lọt hết vào ống kính của phóng viên từ xa hai người bọn họ thu được một mớ ảnh nóng của kẻ cầm đầu giới thượng lưu nên háo hức bảo nhau. Kỳ này chúng ta có thưởng lớn rồi. Nghĩ xem mớ ảnh này cùng bài viết Chủ tịch tập đoàn đá quý Kiến Nam bí mật hẹn hò bạn gái có nóng lên không? Nói gì nữa, mau về viết bài cho kịp sáng mai đi chứ còn trần chờ gì nữa. Cơ chỉnh nóng giận vì trong một ngày mà liên tiếp gặp người khiến mình nổi giận đến hai lần anh đưa nhã khiết ngồi vào xe rồi lái đi một mảnh thì thì đứng tần ngần tại chỗ cô đang làm gì vậy sao lại túng quẫn đến ngu muội thế này mạng sống này biết bao nhiêu người muốn mà không có được tại sao cô lại vì những con người không xứng đáng mà lại dễ dàng buông bỏ nó cô làm như vậy cho dù không hổ thẹn với lương tâm thì cũng hổ thẹn với trời đất rồi còn gì cô nhắm mắt như để ép hết thứ chất lỏng đang tồn tại trong đó ra bên ngoài lần nữa rồi quyết định để nó khô ráo không thể ẩm ướt thêm một lần nào hít thở thật sâu ngẩng mặt lên trời mây hôm nay vẫn lững lở trôi chìm chóc vẫn bay nhịp nhàng bầu trời vẫn xanh không khí vẫn đầy để thở cố gắng nghĩ tích cực lên một chút cuối cùng cô cũng thấy được một tia sáng cho sự sống của mình rồi lúc này về nhà cũng không làm gì ý định đi tìm luật sư để khởi đơn kiện cũng đã trễ mất rồi suy nghĩ lại cô liền đón taxi rồi đến bệnh viện phụ sản thăm như ngọc nói chuyện với nó một hồi xem như để thả đi tâm trạng bức bối lúc này vậy đến bệnh viện vừa lên cửa phòng của nó là đã nghe tiếng oe oe của đứa bé vừa mới sinh rồi tiếng khóc thật trong trèo lại mạnh khỏe làm tâm trạng cô tốt lên ít nhiều sao rồi con gái của mẹ thi có phải mẹ như Ngọc chọc gạo cho nên con mới khóc phải không? Để mẹ Thi đánh đòn mẹ như Ngọc nhé. Trong phòng không có ai ngoài hai mẹ con của nó. Dì Dung đi xuống căng tin để mua tã cho em bé rồi nên không có đây. Mấy hôm nay cô không tới cũng không gọi điện cho nó. Nên bây giờ nó thấy cô là giận dỗi ra mặt. Thi đi đâu vậy? Tại sao không chịu nghe điện thoại? Có biết là Ngọc lo lắng cho Thi lắm không hả? thì đâu có đi đâu. Sáng vẫn đi làm, tối vẫn về nhà ngủ đây thôi. Tại vì dạo này áp lực công việc hơi lớn, cho nên Thi ít cầm điện thoại. Nói dối, chồng Thi đâu rồi? Anh Tùng Lâm đâu? Sao không đưa anh ấy đến thăm Ngọc? Anh ấy cũng chơi thân với Ngọc mà. Nghe nói, nhắc đến người đàn ông đó, cô lại cười trừ. Anh ấy bận rồi, đâu phải Ngọc không biết công việc của anh ấy tính chất rất bận bịu mà. Đâu phải lúc nào cũng có thời gian đâu. Để hôm nào rảnh, Ngọc về rồi hai vợ chồng Thi lại tới thăm. Phải không? Vậy ngày mai, Ngọc được đón về nhà rồi. Thì là mẹ nuôi của con gái Ngọc thì anh Tùng Lâm cũng là ba nuôi của nó. Ngày mai hai vợ chồng Thi cùng đến đưa con gái về nhà đi được không? Nhận ra thái độ khác biệt của nó, không biết nó đã nghe được chuyện gì rồi, nên cô nhíu mày hỏi lại. Sao Ngọc lại gai gắt quá vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Anh đã nói gì sao Ngọc? Còn ai nói cái gì nữa? có phải lão lâm đã sinh tật đổ đốn rồi không thì và lão ta đã suy cạn đến mức nào rồi vậy hả thực ra thì cô vừa định nói cho nó nghe chủ yếu là để cho nó yên tâm chứ cô biết tính của nó rất lo lắng cho bạn bè nhiều khi lo lắng thái quá làm cô rất bực mình nhưng nghĩ lại đó là đức tính tốt của nó nên cô lúc nào cũng thông cảm có điều cô vừa mở miệng chưa kịp nói gì thì mẹ của nó đã vào trong Nghe được câu chuyện vừa rồi của hai đứa trẻ Dì Dung liền thở dài Cô còn nhớ tôi không? Tôi làm lao công trong khách sạn Ngày mà hai vợ chồng và đứa con của cô thuê để du lịch đó Cô nhìn dì một hồi lâu Sau đó mường tượng lại ngày hôm đó Buổi sáng cô đã tìm một cô lao công đến Dọn dẹp một mớ bữa bộn trong phòng và rồi người lao công nhìn Tùng Lâm rất lâu, lại ấp úng như đang khó nói chuyện gì đấy. Rồi thì bị anh nhắc lời nên lại thôi, nhớ lại đến đó cô liền hỏi con nhớ ra rồi thảo nào con cứ nhìn thấy gì quen quen hóa ra trái đất này tròn như thế con chơi với nhỏ ngọc bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa có cơ hội ra ngoài quê để thăm gì thật không ngờ chúng ta lại gặp trong trường hợp đó mà con cũng không biết nhưng mà ngày hôm đó con cảm giác được gì đang muốn nói với con chuyện gì đúng không dì dung có vẻ buồn bã rồi từ từ nói lại chuyện qua lâu thế này rồi chắc cô cũng đã biết rồi đúng không biết chuyện gì hả gì chuyện chồng cô ngoại tình gì đã biết rồi sao ừ tối hôm đó tôi đã thấy chồng của cô cặp kè với một cô gái khác ở sảnh sau của khách sạn nhìn hai người có vẻ vừa đi làm vài chai về cho nên cô gái say đến nỗi không thấy đường đi người đàn ông đó phải bế cô ta lên phòng nữa nói chung thì mọi chuyện chỉ là trùng hợp tôi bắt gặp được thôi sáng hôm sau tôi phải lên phòng của cô ta để dọn dẹp chỗ ói mửa đó sau khi xuống tầng dưới tôi mới gặp cô và chồng của cô. Lúc thấy chồng cô tôi còn tưởng tôi hoa mắt nên nhận nhầm. Nhưng mà tôi chỉ vừa nói mấy câu thì chồng của cô lại chặn họng, không cho tôi nói tiếp lời là tôi đã xác định tôi không sai rồi. Đối với những người phụ nữ khác khi nghe đến chuyện chồng mình ngoại tình ngay trong chuyến du lịch với gia đình nhỏ thì chắc cô sẽ sốc lắm. Còn đằng này cô lại bình tĩnh và thở dài vài hơi nên như Ngọc càng thêm xót xa. Có phải Thi và lão ta đã đối mặt với chuyện này rồi đúng không? Tại sao Thi không nói cho Ngọc biết? Mọi chuyện cũng đã xảy ra hết rồi Kể cho Ngọc nghe chỉ khiến thêm một người buồn bã Chứ chẳng giải quyết được chuyện gì Vậy thì định ôm hết mọi chuyện một mình à? Đi du lịch với chồng con thì chồng đi với gái Con gái lại gặp chuyện chẳng may Trời ơi! Ngọc thật sự không biết Thi đang phải gánh chịu nỗi đau lớn thế nào nữa Không sao, vẫn còn đứng đây Vẫn còn thở được thì tức là không sao ngọc đừng lo lắng thân thể mới sinh em bé xong còn yếu lắm đừng bận tâm chuyện của thi nhiều quá chuyện này thi đã có cách giải quyết rồi ly hôn ngay lập tức đi chứ còn giải quyết cái gì nữa chẳng lẽ thi lại không nỡ thi còn vương vấn gì nữa đâu mà không nỡ chẳng qua thi không muốn chuyện này cho quan dễ dàng như thế anh ta đã khốn nạn đến nỗi bỏ mặc hai mẹ con thi và rồi bé nhi phải gặp chuyện chẳng lành bây giờ lại gây ra cho thi một mớ rắc rối không đáng có nên thì nhất định không bỏ qua đâu. vậy thi định làm gì kiện? thì nhất định phải kiện anh ta tội ngoại tình khi đang còn hôn nhân hợp pháp với thi. mặc dù đã nhiều lần nghĩ đến chuyện đi đánh ghen cho hạ giận, nhưng mà làm như thế lại thêm bẩn tay mình chứ chẳng giải quyết được chuyện gì hay ho. nhỏ ngọc nghe vậy liền đồng tình với cô ngay. đúng thật khi phát giác ra bên cạnh chồng mình có tiểu tam thì bản thân rất tức giận. Nhưng mà nếu mang chúng ra để pháp luật trừng trị chỉ thích đáng và xã hội dài biểu vẫn hay hơn là mình ra tay đánh một trận nhưng không ra trò chống gì. Thì yên tâm đi, chồng của Ngọc quen biết rất nhiều nên Ngọc nhất định nhờ anh ấy tìm người giúp cho Thi. Thi biết cơ chỉnh chứ, là chủ của một tập đoàn đá quý rất lớn. Bên cạnh anh ta là một đội ngũ luật sư giỏi về mọi mặt để cố vấn cho anh ta. Vừa hay anh ta lại là bạn của chồng Ngọc. Thì yên tâm đi, vụ kiện này Thi thắng chắc rồi thì không biết người này, nhưng mà nếu được giúp đỡ thì cũng tốt. Thì không rảnh những chuyện pháp lý, nên vẫn cần có người hỗ trợ phía sau mới mong thắng được những con người mưu mô đó. Ngọc biết rồi, thế thì quyết định vậy đi. Buổi tối, Tùng Lâm trở về căn chung cư của Diễm Kiều. Cả ngày vùi đầu vào công việc, thêm chuyện rắc rối với khách hàng nên tâm tư không tốt chút nào. Anh ta vừa về đến, cặp ném lên sofa rồi thả mình nằm xuống ghế tay xoa đầu biểu hiện rất mệt mỏi. Đúng lúc đó Diễm Kiều đang từ dưới bếp đi lên, tay cầm theo chủ nho tươi giói đi tới ngồi bên cạnh. Sao hôm nay anh về trễ quá vậy? Cả buổi chiều em điện thoại cho anh không được. Anh bị làm sao thế? Hôm xảy ra chút chuyện cho nên anh không để ý đến điện thoại. Em gọi anh có gì không? Định nhờ anh sẵn trên đường đi về thì mua cho em ít đồ ăn. Nhưng mà gọi anh không được cho nên hai mẹ con nhịn đói luôn đến bây giờ. Ở dưới nhà có cửa hàng tiện lợi Mà cũng có shipper giao đến tận nơi Sao em lại không đặt trên app Mà lại chờ anh về mới chịu Đồ ăn anh mua Nó phải khác với đồ ăn shipper mang tới chứ Anh mang về còn mang cả tình yêu Với mẹ con em nữa Shipper làm gì có Tùng Lâm cảm giác như mình không được thông cảm Cho nên có chút bực bội Rồi cảm nhằn Em không thấy anh đi làm về rất mệt sao Anh biết em mang thai rất khó chịu Cũng rất khó chịu nhưng ít ra em cũng phải thấy anh tăng mất hết năng lượng chứ. Diễm Kiều lúc này mới trừng mắt, tay cũng bỏ chủ nho xuống bàn, gai gắt. Anh bị làm sao vậy? Công việc của anh có vấn đề, chứ em đâu có làm cho anh áp lực đâu. Anh đừng có mang chuyện công về đây, rồi đè nặng lên tâm lý của em. Ý anh không phải như thế. Ý anh là em phải quan tâm đến anh một chút chứ. Muốn sống chung với nhau lâu dài, chúng ta phải thông cảm và hiểu cho nhau. Chứ không phải tình yêu thương chỉ đến từ một phía em hiểu không nếu như thế thì rất mệt mỏi đó ê có phải anh thấy hối hận rồi không em mới chỉ nói mấy câu thôi là anh đã tỏ ra khó chịu rồi hay là bây giờ anh muốn quay về với chị ta anh nhớ vợ rồi chứ gì anh đang nói chuyện của chúng ta thôi em đừng nói móc méo sang người khác thôi anh đi tắm không nói chuyện với em nữa nói rồi anh liền đứng lên đi vào trong nhưng diễm kiều vẫn không bỏ qua mà quyết lớn tiếng làm rõ anh có đứng lại đó không chuyện chưa nói xong mà anh bỏ đi đâu vậy? bây giờ anh đang mệt nên không muốn nói chuyện với em. đợi khi nào bình tĩnh lại anh sẽ tự nói. được thôi, anh muốn chiến tranh lại thì em không ngại đâu. nếu thấy chán em rồi thì anh cứ việc về với vợ, tùy anh. em muốn nghĩ sao thì nghĩ. cách gì? Tùng Lâm thật sự đang mệt mỏi cho nên không muốn cãi nhau với cô ta. anh ta hiểu phụ nữ mang thai rất nhạy cảm, nhưng mà bản thân cũng đang rất mệt nên không muốn dỗ dành làm gì. Thừa biết tính cô ta. Vậy ra lúc này chỉ cần im lặng đến khi cô ta bình tĩnh là được. Diễm Kiều thì làm sao chịu bỏ qua. Thời gian này cô ta đặc biệt rất nhạy cảm với từng thái độ nhỏ của Tùng Lâm. Dù biết rằng người đàn ông này là mình giành giật từ hạnh phúc của người khác mới có được. Nhưng là cô ta vẫn cứ ích kỷ chỉ muốn người của mình toàn tâm toàn ý vì mình. Sáng sớm hôm sau khi mặt trời còn chưa ló dạ, cô ta đã kiếm chuyện lôi cổ Tùng Lâm thức dậy. Anh ta mệt mỏi nhìn lên đồng hồ trên tủ đầu giường, mới điểm 4 giờ sáng mà bực mình. Em đang làm cái trò gì vậy? Biết bây giờ vẫn còn sớm lắm không? Bên cạnh là nét mặt Diễm Kiều đang cao có. Con của anh nó đói rồi đây này. Từ tối qua đến giờ nó chỉ ăn được vài trái nho với một ít sữa thôi đó. Anh đi mua đồ ăn cho em đi. Em thấy đói bụng lắm rồi em vẫn còn hẳn học anh cái chuyện không mua đồ ăn tối qua đúng không? Thôi được rồi, anh không muốn hơn thua với đàn bà. Bây giờ em ăn gì, anh đi mua cho em. Ăn gì cũng được, miễn sao có thứ bỏ vào bụng cho no là được. Em cũng đâu bị ốm ngén nên không kén thứ gì hết. Được thôi, vậy anh đi luôn, chứ nếu không em sẽ còn dằn vặt anh không ngừng. Nói rồi anh ta liền xuống giường và vệ sinh cá nhân một lát, rồi đi ra với một bộ đồ khác chỉnh chu hơn ra ngoài. Diễm Kiều cũng không thể ngủ lại được, cho nên ra ngoài uống một ít nước lọc, rồi nằm lướt điện thoại trên ghế sofa chờ anh ta về. Những quán ăn xung quanh khu chung cư này rất nhiều, nên không khó để Tùng Lâm tìm ra một món ăn cho cô ta. Hơn nửa tiếng sau là anh ta đã có mặt ở nhà, với một ít trái cây và một bịch bún bò. Anh mua bún bò cho em này, để anh chút ra rồi hai đứa mình cùng ăn luôn. Thơm quá. Nghe mùi mà em đói bụng lắm rồi Biết rồi đợi anh một chút Vậy là bỏ qua chuyện cãi vã tối qua Hai người lại cùng nhau ăn bữa sáng vui vẻ Như chẳng có chuyện gì xảy ra Dù trời cũng đã bắt đầu sáng Nên cũng không ai ngủ được nữa Ăn xong thì nằm ngã ra đó Cùng nhau bấm điện thoại Rồi nói chuyện hàn huyên linh tinh Một lúc lâu sau Diễm Kiều bắt đầu lướt thấy Một vài thông tin nóng trên mạng xã hội Kèm theo đó là bài báo viết chuyện hẹn hò bí mật của một chủ tịch tập đoàn đá quý nổi tiếng bậc nhất lướt xuống thêm một vài hình ảnh cô ta mới bật ngửa bởi vì cô gái được cho lại hẹn hò bí mật với vị chủ tịch kia không ai khác chính là Thi Thi anh Lâm, anh mau lên mạng đi vợ của anh đang hót dần dần trên đó kìa Tùng Lâm nghe xong mà giật mình chuyện gì mà có liên quan đến Thi Thi vậy chứ em nói chuyện gì thì anh cứ lên đọc báo mạng đi rồi biết Nhanh lên đi, lượt truy cập nóng đến nỗi sắt nổ cả trang mạng luôn rồi kìa. Để anh xem. Tùng Lâm vội vã mở trang báo mạng ra xem. Mà bây giờ tin tức này nó hot đến độ không những trang báo mạng mà tất cả những trang thông tin tài chính hay kinh tế đều phủ rộng những hình ảnh của Thi Thi và một người đàn ông lạ. Diễm Kiều đọc xong bài báo mà nửa cười khinh khỉnh nói mỉa nói mai. Em cứ tưởng vợ của anh hiền lắm Nào ngờ cũng thuộc dạng ông ăn trả bà ăn nem Sao rồi? Hình ảnh của vợ mình trên mạng sắc nét lắm đúng không? Tùng Lâm không quan tâm cô ta nói gì Mà chỉ bực bội đứng lên đi ra ngoài Trong sự ngỡ ngàng của người ở lại Này anh đi đâu vậy? Đừng nói là đi tìm chị ta chất vấn đấy nhé Em ở nhà nghỉ ngơi đi Anh ra ngoài có chút việc Ở nhà của mình Thì thì vẫn còn đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp Dạo gần đây cô rất hay mất ngủ Nên đối với cô Việc đánh được một giấc còn quý giá hơn Là ai cho một tảng vàng Thế nhưng đang say giấc ngủ ngon Thì chuông cửa liên tục bị ai đó nhắn mãi Cô không muốn Thì cũng phải ngồi dậy ra đó mở cửa Ai vậy mới sáng sớm mà lại Là anh Tùng Lâm Cô vừa gọi tên anh ta Đã thấy gương mặt ấy xa sầm lại Rất khó coi Mặc dù chưa hiểu chuyện gì nhưng đối với người phản bội đang đứng trước mặt mình cô thật sự thấy gai mắt vô cùng mới sáng sớm anh lại đến làm gì anh đi về đi giữa chúng ta không còn gì để nói nữa mà nếu có thì cứ để dành lên tòa rồi ngụy biện tùng lâm không nói gì mà trực tiếp đẩy cửa đi vào trong anh ta đối với việc mình phản bội thì không thấy có lỗi nhưng lại vô cùng bất bình và khó chịu khi thấy cô bị chụp chung ảnh với người đàn ông khác cô đang muốn làm gì vậy hả cô muốn dở trò gì. Anh có bị điên không? Mới sáng sớm tới nhà tôi chất vấn chuyện gì. Tôi không hiểu anh nói gì hết. Anh mau về đi, chỗ này không còn chào đón anh nữa đâu. Làm ơn để cho tôi yên. Lưu Thi Thi. Anh ta đột nhiên gắn lên cả họ và cả tên khiến cô giật mình tỉnh ngủ. Cuối cùng là anh đang muốn nói đến chuyện gì? Sao cứ phải làm phiền đến cuộc sống của tôi vậy hả? Anh đã có sự lựa chọn của mình rồi thì làm ơn quay về với người ta đi tôi không cần cũng không có nhu cầu nhìn thấy anh nữa, có hiểu không? Tùng Lâm lộ rõ vẻ tức giận nên càng trầm giọng. Tôi cứ tưởng em sẽ không bao giờ phản bội tôi, cho dù là thế nào đi chăng nữa. Nhưng mà không ngờ ở sau lưng tôi em vẫn làm ra những chuyện mờ ám không minh bạch như thế. Anh im ngay đi, tôi đã làm gì mà anh nói như thế? Đừng có mèo mỡ ngoài đường không nói lý lại tôi thì lại bịa chuyện đặt điều. Vậy em xem đi, những tin tức hôm nay là gì hả? Nói rồi anh ta liền mở điện thoại lên cho cô xem những trang báo mạng kia. Mới đầu cô cũng không biết anh ta đang nổi điên nổi khủng chuyện gì. Nhưng sau khi thấy hình ảnh của mình và người đàn ông lạ mặt hôm qua ở công viên, khiến cho tâm tình cô có chút hoảng loạn. Chuyện gì vậy? Số hình này là thế nào? Em đang giả vờ với tôi. Nói đi, người đàn ông này là ai hả? Em qua lại với nó bao nhiêu lâu rồi? Chỉ là vài bức ảnh này thì chứng minh được điều gì Mà anh nói chuyện có vẻ xúc phạm tôi quá nhỉ Có phải anh ăn vụng nhiều quá Nên bây giờ nhìn thấy chuyện gì Cũng không biết phân rõ trắng đen nữa không Em im ngay cho tôi Trắng đen thế nào chẳng lẽ em còn không chịu nhận nữa à Bài báo này đã nói rõ như thế Em còn định chối Vừa mới sáng sớm cô còn chưa tỉnh ngủ Nên không muốn tôi co những chuyện vẩn vơ Một mình bà Duyên kiếm chuyện Đổ lỗi lên đầu cô Là đã mệt lắm rồi nên cô càng lười biếng để phải giải thích với những người cố tình nghĩ sai. Cô trả điện thoại lại cho anh ta, sau đó chán ghét lên tiếng. Bây giờ anh muốn gì thì nói nhanh lên rồi đi về cho tôi còn ngủ tiếp. Cả ngày đi làm đã mệt lắm rồi, đêm đến lại không được ngủ yên, sáng sớm thì lại bị quấy dày. Tôi là con người chứ không phải cỗ máy đâu mà chịu nổi các người hành hạ. Nếu như em cũng đã tìm được một người đồng hành thì có muốn gì nữa mà không chịu ly hôn tôi sẽ làm đơn trong hôm nay rồi mang đến đây cho em vốn dĩ tôi cũng thấy mình rất có lỗi và áy náy với em nhưng mà xem ra tôi đã lo lắng quá dư thừa rồi nghe những lời này của anh ta mà cô phải cười nhẹ một cái áy náy tội lỗi anh ta nói chuyện nghe rất vui tai cảm thấy áy náy tội lỗi mà có thể kéo dài chuyện sai trái để rồi hậu quả xảy ra lại không thể cứu vãn được miệng lưỡi thiên hạ đã đáng sợ lắm rồi đằng này cô lại thấy cái lưỡi không xương của người đàn ông phản bội còn đáng sợ hơn gấp vạn lần so với miệng lưỡi thiên hạ nữa đinh tùng lâm tôi không muốn tôi coi nhiều lời với anh nên nói ngắn gọn thế này nhé chúng ta có thể thành hôn rõ ràng hôn nhân của chúng ta là hoàn toàn hợp pháp cho dù bây giờ anh có nói thế nào đi chăng nữa tôi cũng nhất định kiện anh ra tòa cái tội trùng hôn bây giờ mối quan hệ của anh và cô ta không được bất kỳ pháp luật nào công nhận cả anh đừng nghĩ tới đây kiếm chuyện vài ba câu thì có thể ép tôi ký vào đơn thuận tình ly hôn. Tôi cho anh biết, tôi của ngày hôm nay chứ không phải tôi của ngày trước nữa. Tôi không dễ dàng để cho anh điều khiển sai khiến đâu. Một lần ngu muội đã khiến tôi mất mát quá nhiều rồi. Anh làm ơn đừng nghĩ tôi là một đứa con nít nữa được không? Em, anh đừng nói nhiều. Tôi thật sự rất mệt. Làm ơn để cho tôi yên đi. Bây giờ anh có chịu ra ngoài chưa? không thì tôi kêu bảo vệ lên tiễn anh đi đó cứ tưởng đến đây thì sẽ giải quyết được một chút khó chịu nhỏ nhen trong người nào ngờ lại bị cô nói những lời khiến cho bản thân không kiềm chế được mà phát điên nhưng mà cũng may anh ta còn biết được thế cục này không thuận tiện để bản thân phát ra thú tính vậy cho nên chỉ còn cách nhịn để cô không khởi kiện rồi ra về tìm thêm chứng cứ việc cô ngoại tình chỉ cần trong tay anh ta có chứng cứ thì có thể lật ngược lại ván cờ rồi em được lắm thì thì xem như mấy năm qua tôi đã nhìn lầm em rồi em không phải là người phụ nữ đôn hậu như tôi đã nghĩ hóa ra người đã từng là vợ của tôi cũng là một người mèo mả gà đồng tôi không ở đây nói chuyện với em nữa vì có nói cũng không thể thông não em được tôi đi về và chờ đơn khởi kiện của em anh ta tức tối bỏ ra về lúc còn lại một mình cô mới lật đật chạy vào phòng lục tìm những tin tức đang không hay ho về mình trong những bài báo trên mạng xã hội thật ra lúc nãy cô không có tâm tư để nhìn kỹ người trong ảnh là ai lúc đó còn bán tín bán nghi nhưng mà bây giờ khi đã tận mắt nhìn thấy bản thân mình rõ rành rành trên ảnh cô mới thấy hoang mang lo sợ mà điều khiến cô lo sợ hơn chính là cái tên mà người đàn ông xuất hiện cùng cô cơ trình chủ tịch tập đoàn đá quý khét tiếng trên cả nước này Cơ trình Cái tên này chẳng phải là người mà Như Ngọc nhắc đến sao Không lẽ nào Các bạn thân mến Các bạn vừa nghe xong tập 2 Của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn Có tên Phụ tình của tác giả Trần Thúy Hằng Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai Và nhấn vào chuông thông báo Cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong tập truyện mới tiếp theo của bộ truyện này.